Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, các anh em đang theo dõi kênh YouTube của em Minh Audio Sài Gòn. Cửa hàng có địa chỉ tại 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Trong video này, em Minh gửi tới quý vị và các anh em chiếc âm ly Yamaha CR820, là một dòng âm ly receiver stereo tầm trung của hãng Yamaha. Thì cái hãng Yamaha là một hãng rất là hay, và đặc biệt hay ở nước ngoài. Đối với những audiophile nước ngoài đánh giá những cái dòng sản phẩm của hãng Yamaha này rất cao. Thật vậy, chúng ta có thể vào những group để xem những cái lời bình luận, những cái chia sẻ mà những cái audiophile đã sử dụng các sản phẩm này, để có một cái khách quan nhất để chúng ta có thể là tham khảo khi mà chúng ta chơi phối ghép về chất âm. Thì chiếc Yamaha 820 này cũng là một chiếc âm ly rất hay. Phải nói là rất hay theo cá nhân em đánh giá, cũng như là rất nhiều các group mà các audiophile người chơi nước ngoài bình luận. Thì riêng ở các kênh nước ngoài Việt Nam của chúng ta thì cũng có VNAV và các cái group đánh giá các sản phẩm. Thì con CR820 này rất là hay quý vị nha. Thứ nhất là chiếc này, âm ly này sở hữu một cái thiết kế rất là hầm hố, có cái chiều ngang là 51cm, hậu rất là sâu, hậu sâu đến mức là gần 50 quý vị nha, rất là sâu và nặng. Thì con âm ly này, cái phần mạch của nó coi như là kín máy, đánh 4 sò sắt nguồn rất là lớn. Nó phải làm những hai phần tản nhiệt quý vị nha, để có thể là tản nhiệt ở chiếc âm ly này, làm hai phần tản nhiệt. Về phần ruột ga nội dung, chiếc âm ly này là zin tuyệt đối về phần nhôm, mặt phay nhôm. Chỗ này là dính một chút keo, là em Minh chưa có lau này, hơi keo này. Đó, keo băng dính. Về phần mặt phay nhôm thì chiếc âm ly này phải nói là còn như là mới tinh, chưa một vết xước nào cận cảnh. Đó, không có một vết xước nào luôn. Cái phần vỏ gỗ này thì vận chuyển thì có một cấn một chút xíu ở đây. Cái này thì không thể tránh được, tại vì em nó sinh năm 1977. Em Minh chưa dọn để zin như vậy. Còn về tổng quan về phần mặt phay nhôm là trắng như là mới luôn nha. Xài rất là lớn. Đây là hai phần vu vẩy đo về cái phần radio. Đây là nút tắt mở nguồn, bát chép, à xin lỗi, chỉnh bát. Mà con này nó có cái nút nút này là giống như là chúng ta chỉnh cho lời ca sĩ nhiều hơn và ít hơn, giống như là mic, nhưng mà nó không phải là mic. Thay vì chúng ta tăng mic thì con này nó tăng cả lời ca sĩ và lời cả lời nhạc test, quý vị nha, giải cao rất là hay. Còn đây là chat, con này loud nét 10 số, thay vì chúng ta ấn loud nét thì con này chỉnh cho chúng ta chế độ nghe 10 số. Đó, rất là hay, đủ để có thể nói là cái phần mạch của nó làm kỹ thế nào, đánh được hai cầu A B, hai đôi loa, cắt giải bát, cắt giải tép. Các đây là cái phần rec là cho chúng ta lấy tín hiệu ra quý vị nhá. Đây là cổng vào input. Cái này là dành cho chúng ta nghe đài, tuner, phono. Máy rất là đẹp, thiết kế rất là sang khi mà chúng ta bày trên kệ, rất là nổi. Nổi cái âm ly cũng như là nổi căn phòng kệ âm thanh của chúng ta. Và mức giá của chiếc âm ly này là 5.800.000 đồng, rất hợp lý cho một chiếc âm ly size khủng cũng như là về chất âm. Con này là 4 sò sắt, xin nhắc lại là 4 sò sắt và công suất của nó là 240W quý vị nha. Đánh hai cầu AB. Radio là 1.8. Rất là rõ nét. Vâng, rồi. Vâng ơi, mình đang ở đâu? Quý vị có thể nghe thấy rõ là cái phần âm thanh của radio nó ấm mà nó rõ nét sạch sẽ như nào. Quê hương còn tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như chăm lo. Thì riêng với cái chất âm của Yamaha thì em Minh cũng xin chia sẻ cái đánh giá của mình. Thì cái Yamaha chất âm của nó là thiên về cái phần sáng, có độ chi tiết cao, nên là khi chúng ta nghe những cái dòng nhạc vàng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi khô. Thật sự là cái chất âm của Yamaha là nó hơi khô, nhưng mà nếu mà chúng ta nghe kỹ thì nó rất là hay, nó rất là chi tiết, nó rất là sắc bén và chi tiết. Thì các bác nào nghe nhạc Tây hoặc là các cái bản nhạc giải cao thì chiếc âm ly Yamaha này đáp ứng rất là tốt, phát huy rất là tốt nhé. Đánh từ 4 đến 16 ohm thì dễ dàng phối ghép với các dòng loa Yamaha, các dòng loa Nhật, các dòng loa như là Victor, Pioneer, Sunsui.
các dòng loa Yamaha, các dòng NS nhá, ghép rất là tốt. Hiện tại em Minh đang đánh với cặp Piston 66. Và giá thì em đã báo rồi, thì bây giờ mời quý vị các bác cùng lắng nghe. À, có thể là đeo tai nghe cũng như là có thể là kết nối với bộ dàn của mình để cảm nhận hết được các cái giải của chiếc ly này nhá. Hỏi em rằng